Miễn chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ mở hộp cái con BBE Maximizer Sonic Maximizer 882i. Con này em đã có clip nói về nó rồi, nhưng mà chưa có clip test âm thôi. Thì hôm nay em sẽ mở hộp, em sẽ test âm cho các bác. Đấy, thì nó đang trong phòng shop. Máy thì là máy mới, tất cả những đồ máy em bán thì hầu như toàn là hàng mới các bác nhá. Em không bán hàng cũ, hàng bãi, vì hàng cũ hàng bãi thì nó không bảo đảm chất lượng cho lắm, nó hay bị hỏng hóc, hỏng vặt lắm. Đầu tiên là cái con sách hướng dẫn này này thì nó là hàng nhập khẩu, nên là nó sẽ của Mỹ, là nhập khẩu của Mỹ. Hàng con này là hàng sản xuất tại Trung Quốc và là hàng xuất đi Mỹ các bác nhé. Đây. Giấy bảo hành hay sao đây? Em không để ý cái này lắm. Hàng Trung Quốc nhưng xuất Mỹ. Sản xuất tại Trung Quốc nhưng xuất Mỹ. DBE. Con này nếu bác nào theo dõi cái kênh của em rồi ấy, thì các bác biết là em có con EX3000. Nhưng mà EX3000 thì nó thuộc dòng tầm tầm trung. Đấy, thì nhưng mà bây giờ thì em sẽ dần em sẽ chuyển sang những dòng cao cấp hơn. Để em mở hộp cái này ra thì em sẽ quay lại với các bác nhé. Đây. Thiết kế rất là đẹp. BBE. BBE 882i. Cái này là full tĩnh điện các bác nhé, không phải là full tĩnh điện các bác nhé, không phải là full full nổi như là những cái con khác. Full tĩnh điện. Em đã có cái video mở nắp con này ra rồi đấy. 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 Đã có video mở nắp. Con này sản xuất tại Trung Quốc và là hàng xuất Mỹ. Đấy. Rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ kết nối vào cái bộ dàn này. Đây, thì khi mà em đã kết nối xong thì cấu tạo của nó không khác gì như là cái con cấu tạo không khác gì như con EX3000. Đấy, nó cũng có một chức năng là nâng tiếng. Nhưng mà tại sao em bảo là con này nó hay hơn? Vì cái đầu tiên thì nó là hàng xuất Mỹ, đâm ra là nó rất là chuẩn, các chi tiết của nó làm rất là chuẩn là cái thứ nhất. Cái thứ hai để mà nói cái tiếp theo là nó sẽ không có những cái mà nó sẽ ít nút hơn cái con EX3000 kia, và nó sẽ chỉnh tối ưu trên hai hai cái giải này, hai cái nút này. Now control là thực hiện giải bass, now control, còn preset là mở rộng giải tần số. Đấy, mở rộng giải tần số nghĩa là từ trung cho đến âm cao, nó cả tune nữa. Tune có nghĩa là các tông nhạc của các bác hát tông nhạc cao ấy thì nó sẽ tăng cái này lên, thì hát rất là cao, tông rất là cao, và rất là những người nào yếu giọng thì rất là khó hát. Đấy, thì bình thường như em để này, em hay để cái mức 11 giờ thôi, tông, hoặc 12 giờ. Thì cái loud này thì tùy bác nghe nhiều nhạc hay là ít nhạc. Những phím này bác xoay rất là sướng này. Đấy. Nó là hàng nhập. Cái thứ hai là cái con EX3000 kia ấy, thì nó có cái tiếng xé. Còn con này em thấy là không có tiếng xé tiếng. Như con Idol như các bác thấy là nghe vẫn bị xé tiếng. Đấy. Nhưng mà từ khi em sử dụng, em test con này là hầu như cái tiếng xé của nó là không còn. Thật sự là tiếng xé của nó không còn nữa. Vì nói cho cùng thì chất lượng của nó tốt thì nó sẽ hạn chế được rất cái nhiều nhiều cái không không mong muốn. Như cái con EX3000 kia thì tiếng nó rất hay, thì nó chỉ hợp lý trong cái những cái bộ dàn mà nó không phải là cao cấp. Còn khi mà bộ dàn cao cấp rồi thì mình nên ghép với một con BBE vào,
thì nó sẽ nâng cái giải giải những cái giải tần của mình. Giải tần của mình nếu mà bộ cao cấp nó đã đủ rồi ấy, cho con này thêm nó lại còn nâng cao giải tần của mình nữa, lên nữa. Đấy. Khi mà nâng cao giải tần lên thì nghe nó khác biệt, cái khoảng giải tần mà nó có ấy, thì nó rất là khác biệt các bác nhé. Nó không như là những cái con mà giải tần nó hẹp thì nghe nó bị bí tiếng, khi nắp con này vào nghe nó rất là thanh thoát. Đơn giản thôi. Bây giờ em sẽ thử cái tiếng mic của em. Mic của em không phải là mic xịn, mic có dây, mic KTV có dây. Mic này thì em nhập Trung Quốc nhưng mà là mic xịn đấy các bác ạ. Không không xịn so với mic có không có dây thôi. Còn mic có dây thì nó là thuộc loại mic xịn. Nó cũng rẻ thôi, sắp tới em sẽ bán cái con này với giá tầm 4 4 đến 500 nghìn, 500 nghìn. Đấy thì tiếp theo thì đầu tiên cái cục đẩy em không nói vì cục đẩy này là nó thuộc loại hàng trung cấp. Thì còn tiếp theo đó là cái con DSP 100. Con này thì thuộc lại là hàng vang cơ lai số, là chất lượng là bình thường. Con này chất lượng rất là bình thường. Không có gì nổi trội. Nó tiếng echo rất là mềm. Dì vật rất là nhuyễn và có chống hú tốt. Nói chung là tốt, nhưng mà khi em ghép vào cùng với cái con BBE này thì nó ra một chất âm khác hẳn luôn các bạn. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 6. Đấy, thì bây giờ em tắt đi này. Alo. 1 2 3 4 5 6. Nó không có tiếng xì nhiều các bác nhé, nó không có tiếng xì nhiều. Em ấn vào này. 1 2. Nghe nó thanh hơn các bác nhé, nghe cái tiếng của nó rất là thanh. 1 2 3. Đấy, khi em nhả này. Alo. Nó không xì, nó không được tốt bằng cái chuẩn của nó. Cái xì của cái con nếu mà mình nhả ra ấy, ao ra ấy thì nó sẽ không được tốt, còn khi mình in vào thì nghe cái tiếng xì rất là rõ. Alo. 1 2 3 4 5 6 6. Đấy, nghe rất là vang vọng, rất là nghe rất là nhuyễn. Đấy là cái sự khác biệt rõ nét nhất. Đấy, bây giờ em nhả ra. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp. Các bác đợi em chút, em đang có điện thoại nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ mở một bài nhạc lên cho các bác nghe. Đấy, đây là khi em out ra nhá, thì nó như này, khi em ấn vào in vào này. Đấy. 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 Các bác nghe cái tiếng này. Khi em out ra này thì nó sẽ như này, này. Nghe nó sẽ đục hơn. Đấy, các bác nghe rõ là nó đục hơn không? Đục hơn rất là nhiều. Đấy, mà khi em bật lên thì nó sẽ như này này. Đấy, nghe nó có rõ nét không các bác? Đấy, nghe rất là rõ nét. Khi em ấn vào này. Đấy. Đấy. Chỉ cần vài lần ấn ấn ra ấn vào là các bác biết được chức năng của nó mà. Khi em ấn vào này. Qua qua này. Đấy, khi em ấn vào bây giờ em nhả ra này. Em chuẩn bị nhả này. Đây, nhả ra này. Nghe tiếng nó đục hơn này. Đúng không các bác? Đấy, khi em ấn vào này. Đấy, nghe nó khác biệt ngay. Và sau đây em sẽ hát luôn một bài cho các bác nghe. Một xuân đó có em. Đang nguyên các bác nhé. Thì em sẽ để ấn vào để cho cái tiếng nó hay nhất.
Alo, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10. Alo, alo, nó sẽ không bị cắt tiếng và nó sẽ không bị ủ rú, bị zip. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt mưa thương, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, đời tình đóng cửa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Khi mà thêm cái tiếng này vào ấy, nó rất là trong các bác nhé. Nghe cái tiếng nó rất là trong, cái giọng ca của mình nó rất là cao lên. Khi mà cái giọng ca của mình nó cao rồi thì nó nâng được cái tiếng echo của mình lên, nghe nó sẽ rất là mềm. Đấy, các bác nghe kỹ cho em. Đấy, nghe kỹ. Đấy, bây giờ em tắt đi rồi nghe tiếng nó ồm hơn không, đúng không các bác? Thì bây giờ thì em sẽ tiếp tục hát khi mà bật cái này lên. Đấy, khi nói là nó đã khác rồi. Đấy, khi bây giờ mà em bật lên thì nghe tiếng nó khác. Alo, 1, 2, 3, 4. Nghe nó rất là chuyên nghiệp các bác nhé. Dù là cái vang này chưa được tốt, nhưng mà nghe cái tiếng âm thanh của nó rất là chuyên nghiệp. Đấy, nghe nó rất là... Các bác phải hiểu những cái âm thanh như là hội trường ấy, người ta hay dùng con BBE này là rất nhiều, vì cái âm thanh của nó rất là tối ưu. Đấy, nghe nó rất là chuyên nghiệp. Các bác nghe cái giọng nói của em khi mà con qua con BBI này nó đã rất là chuyên nghiệp rồi. Đấy, vì tiếp tục nó sẽ hát thêm nửa lời thôi. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ sầu. Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt đưa thương, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào,
đời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Đời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Khi mà em đứng sát cạnh này, các bác thấy này, em chỉnh nhé, em đứng sát cạnh mà nghe nó không bị rú rít gì hết thì các bác đã biết là cái âm thanh nó rất là hay rồi. Thì em cảm ơn các bác đã xem video của em trong suốt thời gian qua. Thì các bác mua hàng thì nhìn cái số điện thoại bên dưới giúp em nhé, ở dưới cái phần mô tả chú thích ấy, em có link link Facebook, link fanpage và kênh YouTube của em. Thì bác nào có nhu cầu thì điện thoại liên hệ với em cái số là 01657159662 và số 0943687690 ngay ở bên dưới cái video này luôn. Đấy, thì giá con này của em đang bán là 2,2 triệu, bao ship toàn quốc các bác nhé, đổi mới trong vòng 30 ngày đầu và bảo hành trong vòng 12 tháng, tất cả là đều là hàng mới hết tất cả. Thì hôm nay em chỉ có thời gian em ghép được với cái con DSP100 là thuộc loại vang không cao cấp. Đấy, mà nghe cái chất âm nó đã rất là hay như thế này rồi. Thì các bác cứ theo dõi những video về sau này của em nhé. Thì cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào các bác.